BIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Thank you.
VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và thưa quý vị, mascot tiếp theo là một những mascot nhận được nhiều lời đe dọa nhất từ vị trí của hội đồng cố vấn. Sơ hở là đòi loại, đứng không đẹp loại, thái độ lòi lợm loại. Không ai khác, xin được đón chào chuột Cherry. Này có thêm cái dương miệng trên đầu nè phóng ta. Lông công hay gì ấy. Có dễ thương. Dạ, The Messenger Việt Nam, chuột Cherry. Quả là những lời đe dọa của chúng tôi đã có hiệu nghiệm. Ngày hôm nay ra dằn mặt lợi chúng tôi bằng một câu opera kinh điển. Quá trời. Dạ chuột không có giá. Tại vì bữa nay chuột được chương trình cho thêm cái bao bông ở trên đầu á. Nói thế là chuột nên tưởng cái nhân miệng, nên chuột cứ ngỡ là chuột đang thi hoa hậu. Xin lỗi cái gì nha. Thích quá. Thưa anh Quang Dũng, với kinh nghiệm của anh thì anh nghĩ với cái lời nói mà như thế này, nhân dạng và mang đôi guốc độn cao kiểu kia thì đó là ai thưa anh? Để mà đoán thì mình chưa nghe hát, nhưng mà bạn chắc là có trải qua nhiều cuộc thi. Dạ, vì sao anh biết? Thì cách mạnh dạng đối đáp, rồi cái dáng đứng sân khấu như thế này thì bạn chắc là đã tham gia nhiều game show trước đây, đúng không ạ? Dạ, em xin gửi lời chào tới anh Quang Dũng ạ. Anh quả đúng là gừng càng già càng cay, nhưng mà thực ra là lần đầu tiên đi thi, lần đầu tiên đi thi già. Ý là em dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt cho anh hiểu. Chuột nói vừa khen anh gừng càng già càng cay, ừ nhưng anh sai. Chuột mới thi lần đầu. Vậy là vẫn sai như thường. Dạ vẫn sai như thường. Anh Dũng ơi, phía trước anh có cái nút loại màu đỏ. Chuột sợ quá, chuột sợ quá. Anh Huy. Rồi. Anh Huy có thích trở về giường không, nhà trống không? Tối nay chuột gọi 500 anh em vô nhà anh Huy nha. Chuột dọn sạch vô nha. Đấy không, thấy đối đáp không? Dạ em không có nhớ mà tại anh Huy vốn bị giám khảo đã ép một người thêm anh Huy ảnh cái gì làm em run. Cái này gọi là đối đáp dữ dội lắm. Thưa quý vị, bài hát ngày hôm nay của chuột sẽ liên quan một sự kiện. Đó là khoảng 7 năm nữa, tức là vào năm 2029, sẽ xảy ra một cái sự kiện vô cùng quan trọng dành những cặp đôi nào đang yêu nhau. Hả? Đó chính là trong năm đó thì đêm giao thừa và Tết Nguyên Đán và ngày lễ tình nhân đều liền kề với nhau, là ngày 13 và ngày 14. À. Tại vì tiếng Hoa đó, 1314 được đọc là dắt xăm dắt xì, thì dịch ra là cùng sống cùng chết bên nhau. Ngày này mà nếu mà ngồi cạnh nhau bên trên một nơi thật là cao, rồi ngắm bầu trời pháo hoa, rồi trao nhau những nụ hôn, rồi tỏ tình với nhau thì còn gì bằng. Nhưng đó là trong ngôn tình thôi nha Bắp nha. Dạ. Trong ngôn tình thì người ta gọi là một đời một kiếp á. Còn trong cái chương trình này là một mất một còn nè. Đó. Hát cho dữ vô nha. Ok. Và cái khúc mà chuột Cherry lựa chọn ngày hôm nay, đó là một bài hát rất hot thời gian gần đây. Yeah. Ca khúc được mang tên Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau. Người đón em đến bên đời,
là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Người cứ như ôm che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh. Ở đây có anh này, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà, còn thơm hơn hoa mà, sao em nỡ rời xa. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông. Vạn lời chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em, thương anh, và trong đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong buồn bề, thành đôi sao.
Wow, một sân khấu tuyệt đẹp, mang cả bầu trời pháo hoa tới với The Masked Singer luôn. Quá đầu tư. Chụp vui quá, lần đầu tiên mà chụp được nắm pháo hoa lâu vậy anh Huy, mà không bị ai bắt nạt, thật sướng quá. À, không bị ai chen lấn đúng không cô? Dạ. Hồi nãy mà chuột mà đứng mà lùi lại chút xíu nữa thôi là chuột sẽ thành chuột đứng lù, đứng lù. Là cái tai bên phải là sẽ có tóe lửa. Bà có biết là bà đang hát á, mà dưới tôi niệm chú tôi nói trời đừng lùi nha, đừng lùi nha, đừng bước lùi một cái là bà sẽ thành pháo hoa nha bà. Bà sáng nhất đêm nay. Là đó cái chùm phía trên đó. Cái chùm phía trên bà là đi đầu tiên đó. Mà hồi nãy thấy khói quá anh sợ em hát em có bị ngộp không? Dạ, thật ra bạn cuối nhiều khói quá thì lúc mà chùa hết vô hơi sâu nó cũng hơi sáng hợp chú. Nhưng mà chùa vẫn cố gắng hoàn thành tốt ạ. Tốt mà. Dạ, 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 chùa dạ, rất là tốt. Chúc mừng chuột. Chuột là cũng là người phụ nữ dễ rung động nha. Nhạy cảm hướng nội. Trong cái bài hát là khi mà tâm tình ra cái mình thấy là cái người phụ nữ này là có cái sự yếu đuối đó. Ngày xưa đó, trước khi mà mình bình an, mình bình ổn thì chuột đã từng trải qua những cái mối tình nào dang dở chưa? Dạ có ạ. Mỗi lần như vậy thì buồn nhiều hay là buồn ít rồi tự vượt qua được? Dạ chuột cũng rất là buồn nhưng mà chuột vẫn tự mình vượt qua được ạ. Nhưng mà ý là buồn nhiều không? Buồn thê thảm không? Dạ, với những người mà nhiều cảm xúc như chuột thì chuột tin là sẽ buồn rất là nhiều. Đó, tại vì tôi nghe ca, cái giọng ca nói lên con người. Ai sống sao là ca như vậy? Là người ta phải rất là đa sầu, đa cảm mới hát được cái giọng mà kiểu buồn như chuột đó. Trong lòng là nhiều xúc cảm lắm. Còn anh Quang Dũng thấy tiếp tục trình diễn vừa rồi của chuột như thế nào ạ? Trước tiên là Quang Dũng thấy là bạn mặc một cái bộ trang phục thế này chờ đợi một cái thời gian rất là lâu như dạ, vậy đúng. Thường thường mà tụi mình đi hát mà chờ lâu quá thì dễ bị tụt mút lắm. Dạ, anh Dũng anh hay hát ao anh biết. Đúng không anh? Nhưng mà bạn hát rất là xuất thần. Cảm ơn anh rất nhiều. Trở lại lúc nãy như mình nói là chắc chắn là bạn đã tham gia nhiều chương trình, cho nên bạn đã chuẩn bị một cái năng lượng cho mình. Ừ. Chính vì thế mà cái phần trình diễn hôm nay rất là hay. Về phần hòa âm, về phần trình diễn giọng ca rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh Dũng nhiều ạ. Và anh Dũng đã có thể khoanh vùng được giọng ca nào ẩn sau lớp mặt nạ của chuột Cherry chưa? Đúng rồi đó. Wow. Cái dáng đứng như thế này rồi. Có lần mình cũng đã xem bạn trên một chương trình, cũng có thể là Nhật Thủy. Wow. Yeah. Tính ra nha, em nghĩ là đa phần sau này anh Dũng diễn ở hải ngoại rất là nhiều. Em không nghĩ là anh Dũng update nhiều những bạn nghệ sĩ trẻ. Không, thường thường anh cũng xem rất là nhiều những cái chương trình âm nhạc trong nước nhiều. Dạ. Yeah. Để mà mình theo kịp. Anh Dũng, chị Thủy chỉ có gia đình rồi phải. Chị không có còn được nhí nhó như em đâu. Mình ấy thôi, mình... Ừ. Dạ. Chuột ơi, dính dạ. Áo gì trên này nè, dính quá trời. Mọi người thấy đối đáp không? Lanh lẹn lắm. À, lanh lẹn lắm. Mà chuột gì thôi cho chị hỏi một cái là dạ. Hồi nãy lúc mà nghe thì bọn chị cũng rất là bất ngờ bởi vì bài này rất là hot. Thì không biết đây là do chuột chọn hay là chuột có được một cái sự tư vấn từ ai hay không? Dạ, thật ra thì... ca khúc này được một người bạn của chuột ạ. Người bạn đó rất là yêu âm nhạc của Việt Nam và bạn có gợi ý một số bài chuột sẽ chọn vào cái linh cảm là lần đầu tiên của mình nghe vậy. Thì cái bài này nó làm cho em một cái gì đó giống như mùa trước. Em có rất là yêu thích cái ca khúc mà chị Uyên Linh hát đó, mà sáng tác của Vũ đó. Bước qua mùa cô đơn. Dạ, em rất là ấn tượng và ca khúc này gợi cho em một cái điều giống giống như vậy và em muốn được thể hiện điều đó. Ủa bạn em là ai mà thích nhạc Việt Nam, bộ bạn em người nước ngoài hả? Dạ, câu hỏi tới đây thôi. Cái danh tính bạn đó chúng tôi sẽ xin giấu lại. Chứ người Việt thì bạn thích cái bài đó lắm vậy thôi đúng không? Tự nhiên bạn thích nhạc Việt Nam mà... Dạ, dạ, người bạn đó không nghe nhạc Hàn hay nhạc nước ngoài nhiều ạ. Bà bẻ lại ngay. Anh thắc mắc người đó là ai đúng không? Ok. Bây giờ là manh mối nè, một cuộc gọi tới nữa từ người bạn của chuột Cherry luôn. Ok, ok. Cho chúng tôi kết nối, manh mối kế tiếp ạ. Kết nối suôn sẻ nha. Ủa? Kìa, bắt máy. Hai, ba. Alo. Alo, xin chào mọi người. Mọi người có đoán được đây là ai không? Phượng Hoàng Lửa, Hà Trần đây. Thời gian trôi đi nhanh quá nhỉ. Mới đó mà The Masked Singer Việt Nam đã tới mùa 2 rồi. Chuyện là Hà có một người bạn tên là Chuột Cherry. Vô tình một ngày Hà đến nhà bạn ấy chơi thì cứ thấy bạn ấy lo lắng, bồn chồn. Hỏi ra thì mới biết bạn ấy có một nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Cứ mỗi lần Chuột Cherry chuẩn bị ra sân khấu thì bạn ấy lại bị đau bụng.
phải cố nén cơn đau để hoàn thành tốt bài thi của mình. Sao nó chuyển qua y tế vậy? Hôm nay là ngày bạn ấy bước vào vòng 4 rồi. Hà cảm thấy lo quá nên mới gọi điện cho hội đồng cố vấn để hỏi xem tình hình chuột Cherry hiện tại đang như thế nào. Có gì mọi người nhắn tin cho Hà biết nhé. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Vâng ạ. Hà cúp máy đây. Ok chị. Hẹn ngày tái ngộ nhá. Ok chị. Chị yên tâm nhé. Wow. Cảm ơn rất là nhiều. Chị Hà ơi, em nghĩ chuột bữa nay nó đau bụng hơn nha mấy bữa trước nha. Một manh mối chúng ta không lường trước được nỗi đau đó chính là đau bụng. Dạ anh đau bụng thiệt mà. Có phải là em bị căng thẳng stress hay bị đau đau dạ dày, đau bao tử không? Phải vậy không? Dạ đúng rồi đó ạ. À. Em là người cái là hay bị hồi hộp á. Trước khi ra sân khấu là em căng thẳng xíu là cái dạ dày bao tử của em á là nó cứ đau ở chỗ này nè. Chị Hà ơi, chị yên tâm nha. Hôm bữa trước em hát xong bài của anh Đẹp Chi á, còn được tặng kèm một tủ thuốc nữa. Em có mang theo uống rồi, chị yên tâm nha chị. Em cảm ơn chị ạ. Thôi thì đó, gắng cẩn thận nha. Dạ. Xì chết nó dễ đau bao tử lắm nha. Dạ. Giờ nói nhiều thì nó cũng dễ lộ lắm. Ừ. Nói chung là manh mối vừa rồi thì cũng là một nỗi đau cũng hợp lý. Dạ. Nói đau bụng thì không cãi được. Mà giọng chị Hà rất là... rất chân thật. Là quan tâm nó nghiêm trọng lắm. Ừ, sợ quá. Mà cái nỗi đau nào thì không cần phải giải quyết ngay. Trước khi nỗi đau bụng thì nên cho chuột hoàn thành phần trình diễn thì cho chuột đi giải quyết đi. Chứ đừng đây giao tiếp nhiều lộ lộ. Dạ, em đau bụng quá. Em cảm ơn anh chị ạ. À. Rất trời nhiều ạ. À. Dạ. Tự chạy vô luôn. Đau bụng mà phải nhắc mới nhớ nha. Tự nhắc mới nhớ là đang đau. Mọi người, em cảm ơn anh chị. Sức mà bị đó đen à.